Chào bạn, tai thỏ thì đã không còn là một cái điều gì nó quá xa lạ với thế giới di động hiện tại. Chỉ hơn nửa năm kể từ khi chiếc iPhone X ra mắt thì thế giới di động đã tràn ngập tai thỏ. Từ những hãng di động danh tiếng có thị phần nằm top cho đến những cái công ty nhỏ bé vô danh tiểu tốt, tất cả đều vứt bỏ những cái tai tiếng của mình để chạy theo cái lối thiết kế tai thỏ. Người người tai thỏ, nhà nhà tai thỏ chính là cái hình ảnh điển hình nhất về một thế giới di động hiện tại khó nuốt. Không rõ là về lâu về dài chúng ta có thể chấp nhận được cái lối thiết kế này hay không, nhưng ở thời hiện tại đã có nhà sản xuất sẵn sàng làm cho một chiếc điện thoại của họ có nhiều hơn một chiếc tai thỏ. Và thực sự thì không rõ hành động này có thể coi là dũng cảm hay là tạo ra sự khác biệt so với phần đông, hay là lại một cái động thái trêu tức sự kiên nhẫn của người dùng hơn nữa. Nhân vật chính mà chúng ta đang nói đến trong video này đó chính là một bản concept mới được ZTE trình làng cách đây không lâu, mang tên gọi khá mỹ miều, đó chính là iBird, tạm dịch sang là tảng băng trôi. Theo định nghĩa của ZTE thì họ muốn chiếc điện thoại của họ mang đến một cảm giác như một khối băng lớn. Thực tế thì ý tưởng này có vẻ như là rất thú vị, và ít nhất là ở phần vỏ của máy với bốn góc của máy thì đều được làm trong suốt. Bên cạnh đó thì cả mặt lưng và mặt trước của máy đều được ốp kính, kết hợp với phần khung cũng được làm từ kính luôn. Và tổng thể lại thì tạo nên một cái hiệu ứng thị giác như một chiếc điện thoại được giấu trong một cái khối băng thực sự. Hiện thì chưa rõ ý đồ của ZTE làm ra bốn góc trong suốt như vậy để làm gì, nhưng mà các nhà sản xuất Nhật Bản trước kia thì thường có thêm có hiệu ứng đèn nháy tùy vào ngữ cảnh, thì ZTE rất có thể là áp dụng cái ý tưởng như này vào chiếc máy của mình, hoặc đơn giản hơn thì để không nó cũng tự đẹp rồi. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều kính vào góc máy như vậy thì cũng dấy lên một lo ngại ở thời điểm hiện tại, đó chính là chiếc điện thoại trở nên quá mong manh, dễ vỡ hơn bình thường so với phần đông điện thoại hiện tại với sử dụng thiết kế nguyên khối. Về khoản tai thỏ của thiết bị thì như đã đề cập ở ban đầu, đây là mẫu điện thoại đầu tiên có đến 4 chiếc tai thỏ, tức là bao gồm hai phần khuyết màn hình đối xứng nhau ở đỉnh trên và dưới của máy. Ở trong khi đó thì phần khuyết ở trên của máy thì bao gồm loa này, rồi cảm biến tiệm cận, camera trước. Trong khi đó thì phần khuyết ở dưới thì chỉ bao gồm loa stereo duy nhất. Mặt lưng của máy thì trông cũng khá thông dụng với thiết kế camera két ở góc trên của máy, dùng cảm biến vân tay ở giữa mặt lưng. Điều này thì cho thấy ZTE vẫn chưa sẵn sàng có thể đem cái công nghệ mới như cảm biến vân tay dưới màn hình lên một chiếc điện thoại này. Đây thực sự là một điều rất đáng tiếc, bởi nếu tích hợp được cảm biến vân tay vào màn hình thì chiếc iBird này sẽ trở nên rất gọn gàng, thanh thoát hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu cho ZTE, bởi thực tế thì để có được cái hiệu ứng thị giác như băng như vậy ấy, thì phần kính của màn hình nó sẽ trở nên dày hơn để có thể tạo độ sâu thị giác cần thiết. Và kính càng dày thì cảm biến vân tay dưới màn hình nó càng kém. Tấm nền màn hình của máy sẽ được sử dụng cái công nghệ là OLED để có thể bù trừ cho việc mặt kính dày. Các chi tiết kỹ thuật khác trên khung máy thì vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có vẻ như là kiểu thiết kế chìm trong băng như vậy. Vừa thì chiếc ZTE iBird này sẽ sử dụng các nút cảm ứng thay vì những cái nút cứng nhô ra ngoài đời thực. Và cái điều khiển này thì hoàn toàn là cũng bình thường, tại vì trước đây chúng ta đã có chiếc HTC Ocean ra mắt cách đây khoảng 1 năm. Về thông số kỹ thuật thì hiện tại ZTE vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin kỹ thuật nào. Điều này thì dễ hiểu, bởi thực tế chiếc iBird này thì vẫn đang ở trên ý tưởng thôi. Nhà sản xuất vẫn chưa chắc chắn là thiết bị này sẽ ra mắt trong thời gian tới. Dĩ nhiên, với một thiết kế mang tính cách mạng như vậy thì ZTE hoàn toàn có thể đưa lên một dòng cao cấp nếu muốn, hoặc thậm chí là có thể đưa thành một mẫu sản phẩm giới hạn để có thể mức giá đắt đỏ hơn so với phần đông những chiếc điện thoại hiện tại, như cách làm đến từ Huawei khi kết hợp với thương hiệu Posture Design. Dù sao thì điểm mấu chốt ở đây hiện tại đó chính là đây là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới có 4 chiếc tai thỏ. Và với nhiều người dùng thì đây thực sự là một lối thiết kế khá gây ức chế, đặc biệt với giới gamer luôn cần một cái màn hình đầy đủ thay vì cái kiểu thiết kế nhân đôi sự khuyết tật như thời hiện tại. Nhưng biết sao được, dù sao thì đây cũng là một cái xu hướng khi mà các nhà sản xuất vẫn có cái tâm lý luôn muốn ăn theo triệt để những cái nét thiết kế đến từ iPhone X, thì có lẽ chúng ta sẽ dần phải quen với sự không hoàn hảo đến như vậy. Và các bạn thấy sao về mẫu thiết kế như này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào nhật và hẹn lại. Ghét tài khoản cứt. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mac Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mac Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mac Mobile nhé.